Em không bỏ san hô mà pH trong nước vẫn cứ 8.5 là vì sao ạ? Em bỏ nham thạch, vỏ hào ion, đá long vũ xứ. Đây là comment của Hà Trầm Hương, phố Hội 92 nha. Thì trong cái video này mình sẽ giải thích cho anh cũng như là anh chị nào hiện tại bây giờ ở nhà mà mình đo nước trong hồ của mình á, cái tình trạng là pH nó tầm cỡ khoảng 8.5 đến 9 chấm thì mọi người có thể là tham khảo nha. Thì thông thường anh chị em cô chú mình sẽ sử dụng những cái loại vật liệu lọc giống như là nham thạch, sứ viên, sứ thanh, san hô, vỏ hào ion trong những lọc của mình. Thì những cái loại này nó lọc nước rất là tốt nha, nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ có những cái loại mà nó làm mình tăng cái độ pH do là nó có cái chất vôi ấy cả nhà. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Điển hình như là san hô. San hô thì hồ anh chị nào mà pH thấp á, mình cho san hô vào nhiều thì sau tầm cỡ khoảng 3 đến 5 ngày mình chạy lọc á thì cái hồ của mình độ pH sẽ tăng lên. Nhưng mà khi độ pH của mình tăng quá cao nó sẽ làm cho con cá trong hồ của mình nhảy ra bên ngoài. Nên là anh chị mình cân bằng đong đếm cái độ pH, nó dao động tầm cỡ khoảng 7.5 đến 7.9 là đẹp nha. Thì pH trong hồ của anh trai ở đây hiện tại bây giờ là 8.5, có nghĩa là nó đã vượt qua cái ngưỡng cửa 8 chấm rồi, bây giờ rất là cao. Mặc dù là anh không sử dụng san hô nhưng mà trong đây mình thấy nó có một cái loại mà nó cũng giống như san hô, nó làm tăng cái độ pH rất là cao nha. Đó là vỏ hào ion. Vỏ hào ion thì rất là nhiều anh chị giống như là hồ của mình xài nước giếng á. Nước giếng ở đây thì không phải là chỗ nào pH cũng thấp, nhưng mà có một số anh chị giống như là cái nước giếng chỗ của mình á, cái pH nó rất là thấp, tầm cỡ khoảng 6.5 thôi. Thì anh chị xài cái vỏ hào ion á, nó tăng pH cũng rất là tốt nha. Vậy thì theo mình nên góp ý cho anh trai là những cái loại vật liệu lọc hiện tại bây giờ rất là ok rồi, nước trong ok rồi, nhưng mà theo mình nghĩ anh có thể là giảm bớt cái vỏ hào ion bên trong hồ của mình thì nó cũng sẽ góp một phần để cho cái độ pH trong hồ của mình giảm xuống nha. Đây là cái gợi ý của mình đầu tiên về cái cách mình sử dụng vật liệu lọc là nên giảm cái tỷ lệ vỏ hào ion trong hồ của mình. Cái cách thứ hai nữa đơn giản rẻ tiền là anh có thể là sử dụng lá bàng. Lá bàng của mình á, cây bàng á, cái lá mà khô nó rụng á, anh phơi nắng sau đó là anh nấu nước và mình châm vào bên trong hồ, nó sẽ giúp cho mình giảm độ pH và rất là tốt cho cá. Nhưng mà theo mình nghĩ là đối với lại những cái hồ mà bể kính á thì xài cái này thì cái nước nó không có được đẹp, nên là theo mình nghĩ là anh nên cân bằng cái vật liệu lọc bằng cách là mình giảm vỏ hào ion thì tầm cỡ khoảng 5 ngày đến 1 tuần thì theo mình nghĩ là cái độ pH trong hồ của mình á nó sẽ giảm xuống. Mà anh canh sao nó tầm cỡ khoảng dưới 8 chấm là được rồi, 7.8, 7.9 thì cũng rất là ok, không vấn đề gì hết nha anh trai. Còn ở đây 8.5 thì nó hơi cao và mình nghĩ là đối với lại cái độ pH 8.5 á có khả năng cá nó sẽ nhảy ra bên ngoài. Thì đây là cái lời mình góp ý cho anh trai. Còn nếu như anh chị em cô chú mình còn những cái cách nào hay hơn nữa để giảm độ pH thì để là phần comment bên dưới để cho anh trai cũng như là anh chị nào hiện tại bây giờ ở nhà nước trong hồ của mình trên 8.5 độ pH thì có thể là tham khảo nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị em cô chú mình xem video thấy những cá nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt thả tim, follow kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại anh chị em cô chú mình trong một video gần nhất nha.